Với thành công hiện tại của Lật Mặt 7, một điều ước, tổng doanh thu 7 phần của thương hiệu Lật Mặt đến thời điểm hiện tại đã vượt qua mốc 1.000 tỷ đồng. Lý Hải chính thức trở thành đạo diễn nghìn tỷ của điện ảnh Việt. Đồng thời, Lật Mặt cũng là series phim điện ảnh có tổng doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt. Trước Lý Hải, Trấn Thành là đạo diễn đầu tiên đạt thành tích này. Ba phim của Trấn Thành gồm Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai có tổng doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng. Lật Mặt thu hơn 1.000 tỷ đồng, tiếp tục tăng nhanh. Sau hơn một tuần ra rạp, phim của Lý Hải chưa giảm sức hút. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, tính đến ngày 4 tháng 5, bộ phim Lật Mặt 7, một điều ước của Lý Hải thu hơn 230 tỷ đồng. Mỗi ngày, phần phim thứ 7 của Lật Mặt thu về trung bình khoảng 10 tỷ đồng, những ngày cao điểm dịp lễ có lúc lên đến 20 tỷ đồng một ngày. Với mức thu nhanh chóng và liên tục tăng mạnh của Lật Mặt 7, cùng với Trấn Thành, Lý Hải đã trở thành đạo diễn chạm đến con số hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu của điện ảnh Việt Nam. Theo đánh giá của ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Việt Nam, mọi ưu thế đều dồn về Lật Mặt 7. Phim của Lý Hải ra mắt vào đúng dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thời gian nghỉ kéo dài tới tận 5 ngày. Chưa kể đến việc Lý Hải không có đối thủ ngoài phòng vé dịp lễ. Theo ông Khánh Dương, rất có thể bộ phim Lật Mặt 7, một điều ước, nhắm đến mục tiêu là Bố Già, bộ phim của Trấn Thành có doanh thu cao nhất năm 2021 là 427 tỷ đồng. Để dự đoán mức tăng doanh thu của Lật Mặt 7, chỉ cần nhìn vào số suất chiếu mỗi ngày của phim. Trong ngày 4 tháng 5, phim ổn định với 4.263 suất chiếu trên 81.015 vé. Để được nhà rạp ưu tiên hơn 4.000 suất chiếu một ngày không phải bộ phim nào cũng làm được, nhất là khi Lật Mặt 7 đã ra rạp hơn một tuần. Trước đó, rạp Việt chỉ có phim của Trấn Thành được ưu ái xếp khoảng 5.000 suất chiếu một ngày do lượng đặt vé trước khổng lồ. Ngoài việc trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng thứ hai của điện ảnh Việt, Lý Hải đang giữ kỷ lục đạo diễn có series phim Việt thành công nhất mọi thời về mặt doanh thu. Điều đó đến từ việc doanh thu các phần của series phim Lật Mặt có mức tăng dần sau mỗi phần phim, sau phần phim đầu tiên năm 2015. Với 72 tỷ đồng của Lật Mặt 1, Lý Hải thừa thắng xông lên với Lật Mặt 2 đạt 80 tỷ đồng, sau đó là Lật Mặt 3 đạt doanh thu hơn 85 tỷ đồng. Năm 2019, Lý Hải ra mắt Lật Mặt 4, Nhà Có Khách. Phim đạt doanh thu hơn 120 tỷ đồng dù ra rạp cùng thời điểm với bom tấn Avengers: Endgame. Sau đó, phần phim thứ 5 mang tên Lật Mặt 48H thu về hơn 150 tỷ đồng. 2023 được xem là năm đột phá với Lý Hải, khi Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng, gấp đôi so với phần trước đó. Sang năm nay, thương hiệu Lật Mặt tiếp tục ăn nên làm ra trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Với doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau 5 ngày chiếu và tiếp tục tăng mạnh, đạo diễn Lý Hải là người duy nhất được kỳ vọng có thể phá vỡ thế độc tôn của Trấn Thành. Trấn Thành, Lý Hải và phần còn lại. Thị trường điện ảnh Việt những năm gần đây liên tiếp chứng kiến những bom tấn thắng lớn về mặt doanh thu. Tuy nhiên, hai cái tên nổi bật nhất phải kể đến là Trấn Thành và Lý Hải. Qua các tác phẩm liên tiếp tạo tiếng vang, họ trở thành hai bảo chứng phòng vé của làng điện ảnh nội địa khi cứ làm phim là thắng. Một điểm chung giữa Trấn Thành và Lý Hải là ban đầu đều bị xem là những tay ngang chuyển sang làm điện ảnh. Trước khi ngồi ghế đạo diễn, Trấn Thành thường được khán giả nhớ đến với vai trò MC và diễn viên hài. Trong khi đó, Lý Hải từ lâu đã là giọng ca nổi danh của V-pop với hàng loạt bản hit hồi đầu thập niên 2000. Vì vậy, cả hai đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trước khi phát hành dự án phim chiếu rạp đầu tay. Tuy nhiên, họ cũng nhận lại nhiều ý kiến nghi ngờ về tay nghề đạo diễn khi mới lấn sân lĩnh vực này. Hai nhà làm phim cũng chỉ đầu tư một tác phẩm mỗi năm, chia nhau hai thời điểm của phòng vé. Nếu Trấn Thành được mệnh danh là ông vua phim Tết, Lý Hải lại chọn dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 để giới thiệu các phần mới của series phim Lật Mặt. Năm 2023, họ cũng là những đạo diễn thống trị phòng vé. Nhà Bà Nữ phá kỷ lục với doanh thu 475 tỷ đồng trong khi Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh thu 300 tỷ đồng. Điều này nhiều khả năng có thể tiếp tục lặp lại trong năm nay khi bộ phim Mai phá mốc doanh thu 500 tỷ, còn Lật Mặt 7, một điều ước đang có tốc độ bán vé khả quan, dự kiến vượt 300 tỷ đồng. Cũng vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng Lý Hải và Trấn Thành chính là những cái tên tiêu biểu nhất của làng điện ảnh Việt Nam hiện nay. Cứ đà này, trong vài năm tới, hai đạo diễn nghìn tỷ này tiếp tục là hai cái tên. Không đối thủ ngoài rạp chiếu trong mùa phim Tết, thị phần của Trấn Thành và phim ra mắt dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, dịp kiếm tiền của Lý Hải. Và nếu thị trường tiếp tục theo xu hướng, Trấn Thành, Lý Hải và phần còn lại.
Theo chia sẻ của nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt với báo Tiền Phong, còn rất lâu nữa để có đạo diễn thứ ba gia nhập hội nghìn tỷ đồng này. Và nếu đạo diễn nghìn tỷ thứ ba xuất hiện, cũng khó có ai phá được kỷ lục đạt 1.000 tỷ nhanh nhất của Trấn Thành, hơn 1.400 tỷ đồng sau 3 bộ phim Tết, hoặc vượt Lý Hải, hơn 1.000 tỷ đồng sau 7 tác phẩm chiếu rạp. Phương án thay thế BRT Kim Mã, Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có buổi làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyên đề giám sát thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh, đặt vấn đề việc Hà Nội có nên tiếp tục xây dựng các tuyến BRT còn lại theo quy hoạch hay không, trong bối cảnh BRT Kim Mã Yên Nghĩa đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết Hà Nội đã nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải tích hợp trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của quy hoạch chung thủ đô, đồng bộ với quy hoạch thủ đô. Trong đó, thành phố bổ sung 24 tuyến giao thông kết nối các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô. Ông Tuấn nhấn mạnh thành phố sẽ quy hoạch phát triển 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 550 km và đây sẽ là xương sống của giao thông đô thị tại Hà Nội. Theo ông Tuấn, BRT là tiền đề để chuẩn bị cho đường sắt đô thị. Theo quy hoạch chung thủ đô năm 2011 và quy hoạch giao thông vận tải năm 2016, thành phố có 8 tuyến BRT nhưng hiện nay mới làm được 1. Nhưng tuyến BRT này tỏ ra rất hạn chế vì lấy 1/3 mặt cắt của trục xuyên tâm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương làm đường ưu tiên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho hay thành phố sẽ thay thế BRT Kim Mã, Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11. Ông Tuấn cũng cho biết thành phố sẽ tập trung cao độ nguồn lực để hoàn thành 7 dự án đường vành đai, các trục đường hướng tâm, kết nối vùng. Đồng thời, thành phố chuyển đổi các phương tiện xanh, sạch, nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến năm 2025 đến 2026 lên khoảng 30%. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết với vận tải hành khách theo tuyến cố định, thành phố hiện có 6 bến xe và tổ chức 41 cặp điểm đón trả khách cho xe khách liên tỉnh. Ngoài ra, mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt gồm 156 tuyến đã tiếp cận tất cả 30 quận, huyện, thị xã, kết nối 6 tỉnh, thành phố lân cận. Tuyến BRT số 01 Kim Mã, Yên Nghĩa dài hơn 14 km được đưa vào sử dụng tháng 12 năm 2016 với tổng mức đầu tư trên 55 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.100 tỷ đồng. Tuyến này sử dụng 55 xe buýt loại 80 chỗ với giá hơn 5 tỷ đồng xe. Dự án được thực hiện bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, WB, được kỳ vọng là giải pháp cho tình trạng ùn tắc, ô nhiễm, làm nền tảng phát triển hạ tầng giao thông công cộng của Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!